Toán 9. Sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác của một góc nhọn. Cùng với đơn vị đo góc là độ, người ta còn sử dụng những đơn vị đo góc khác là phút, giây. Với quy ước, 1 độ bằng 60 phút, 1 phút bằng 60 giây. Ta có thể tính đúng hoặc gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn bằng cách sử dụng các phím Sin, Cos, Tan trên máy tính cầm tay. Trước hết, ta đưa máy tính về chế độ độ. Để nhập độ, phút, giây, ta sử dụng phím độ, phút, giây trên máy tính cầm tay. Chẳng hạn, để tính sin 35 độ, ta làm như sau. Sử dụng loại máy tính phù hợp, ấn liên tiếp các phím sin 3, 5, bằng. Ta thu được kết quả như trên màn hình. Thực hiện tương tự, tính tan 70 độ 25 phút 43 giây, ta làm như sau. Ấn liên tiếp các phím tan 7, 0, độ, phút, giây 2, 5, độ, phút, giây 4, 3, độ, phút, giây bằng. Ta thu được kết quả như trên màn hình.